Cảnh sát Nhật tìm được thi hài 31 người sau vụ núi lửa bùng nổ. Cảnh sát ở miền Trung Nhật Bản cho biết đã tìm thấy xác của 31 người đi bộ thể thao đường dài gần đỉnh núi Ontake, ngọn núi lửa phun trào hôm thứ Bảy vừa qua. Các quyền chức xác nhận 4 người đã chết, trong khi 27 người được mô tả trong tình trạng tim ngừng đập, một cụm từ giới hữu trách Nhật thường sử dụng để mô tả người chết cho đến khi các bác sĩ khám nghiệm. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Nhật đã leo lên các sườn núi phủ đầy tro của ngọn núi Ontake hôm Chủ nhật để tìm người sống sót và người chết khi núi lửa bộc phát. Các viên chức cho biết một người được cứu sống, còn những người khác bị thương nặng. Hàng trăm người bị kẹt trên đỉnh núi khi núi lửa bộc phát hôm thứ Bảy mà không có cảnh báo nào vào khoảng giữa trưa giờ địa phương. Phần lớn đã tìm đường xuống vào tối thứ Bảy. Núi Ontake là địa điểm nổi tiếng được những người đi bộ, đường dài thể thao ưa chuộng vào mùa thu. Núi lửa này nằm trong vùng giáp ranh hai quận Nagano và Chifu về hướng Tây thủ đô Tokyo, lần cuối bộc phát dữ dội là vào năm 1979. Một người leo núi nói với đài NHK rằng núi bắt đầu phun trào với những tiếng nổ lớn như sấm, tiếp theo sau là tro bụi phủ quanh những người đi bộ đang sửng sốt trong bóng tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo dân chúng tránh xa núi và nói rằng các đất đá nóng có thể rơi xuống trong vòng bán kính 4 km.